Thưa quý vị, trong cái nắng gay gắt của mùa hè, chỉ cần sơ suất, một mồi lửa có thể thiêu rụi cả một gia tài, thậm chí tính mạng con người cũng không ngoại trừ. Và cháy nổ thì vẫn luôn là hiểm họa khôn lường đối với bất kỳ ai. Trong những năm gần đây, tình hình cháy nổ diễn biến hết sức phức tạp và ngày hôm qua, một vụ cháy thương tâm xảy ra tại thành phố Đà Lạt đã cướp đi sự sống của ba cháu nhỏ vô tội, đã khiến cả xã hội đau lòng xót xa. Chia sẻ về sự việc, cư dân mạng cho biết đây sẽ là bài học lớn cho mỗi người, mỗi nhà. Vụ cháy nhà xảy ra trong ngõ sâu trên đường Nguyên Phi Ỉ Lan, tổ dân phố Thánh Mẫu, phường 7, thành phố Đà Lạt vào sáng hôm qua, khiến ba trẻ nhỏ là anh em ruột tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là các em Vòng Anh Khoa, 6 tuổi, Vòng Ngọc Bảo An, 4 tuổi và Vòng Minh Anh, 1 tuổi. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do mẹ các cháu mở bếp ga rồi đi ra ngoài nhưng quên tắt bếp. Sự bất cẩn này đã khiến lửa bùng lên dẫn đến vụ hỏa hoạn thương tâm. Đau lòng quá. Quá đau đớn cho gia đình. Đọc tới đâu, quặn thắt tới đó. Đau lòng quá. Người nhà của chủ nhà nghe tiếng trẻ con khóc ở phòng bà Tâm và thấy lửa cháy từ đó nên đã chạy ra đập phá cửa nhưng không được. Cái giá quá đắt cho một phút bất cẩn. Thật thương tâm, nỗi đau rằng xé tâm can vì bất cẩn. Thành kính chia buồn cùng gia đình với sự mất mát quá lớn. Cầu nguyện cho các con được về cõi an lành. Một phút bất cẩn khiến người mẹ ân hận cả đời. Mong các con siêu thoát. Những giọt nước mắt đau đớn của người mẹ. Sự lặng im tới thất thần của người cha. Còn nỗi đau nào lớn hơn khi chỉ trong phút chốc họ đã mất đi cả ba đứa con thơ. Cuộc đời vẫn vậy, sẽ không bao giờ có hai từ giá như. Giờ đây, tất cả chỉ còn nước mắt hòa cùng nước mưa. Một bi kịch quá lớn cho gia đình. Thương xót cho ba cháu nhỏ, đây cũng là bài học lớn cho mỗi gia đình. Phải cẩn trọng trong mọi tình huống, đặc biệt không bao giờ được để các con ở nhà một mình rồi khóa cửa. Cứ ngỡ cuộc gặp đoàn viên, thăm nhau mà lại thành ly biệt. Thật đáng thương cho các cháu và ám ảnh cả cuộc đời người mẹ này. Cái chết oan uổng của ba đứa trẻ khiến không ai có thể cầm được nước mắt. Sự việc không chỉ là nỗi đau của gia đình nạn nhân. Đây sẽ là bài học chung cho mỗi người, mỗi gia đình về việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cũng như bảo vệ trẻ nhỏ. Mọi sự bất cẩn, dù nhỏ, nhưng cũng có thể phải đánh đổi bằng cái giá rất đắt. Ga, điện, cái nào cũng rất nhanh. Đừng bao giờ nghĩ mình để đó ra ngoài 2 phút vô ngay. Luôn luôn có mặt khi sử dụng bếp ga. Việc quên để lửa bếp ga là chuyện thường xuyên xảy ra cháy, một trong những nguồn gây cháy chính gây thiệt hại về người và của. Hiện nay, các bếp ga nhập khẩu và nội địa chưa có thiết bị tự động phát hiện nhiệt độ vượt quá cao để tự động ngắt. Mong có doanh nghiệp sản xuất nghiên cứu vì nhu cầu sử dụng an toàn vô cùng lớn. Nhớ lại hồi nhỏ, tụi tôi cũng hay bị mẹ nhốt trong nhà. Nghĩ lại thấy sợ. Đà Lạt hôm nay vẫn mưa. Nỗi buồn của những người ở lại sẽ còn rất lâu mới có thể nguôi ngoai. Mọi sự ân hận giờ đều đã muộn màng. Bài học lớn cho tất cả chúng ta, an toàn cháy nổ là điều không bao giờ vô nghĩa. Bạn nghĩ gì về vấn đề này? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi trên fanpage Truyền hình Công an Nhân dân.